Tân Miss Grand 2022 thua toàn tập mỗi khi bị so sánh với Thủy Tiên, Miss Tanawat đang coi thường ra mặt. Sau khi kết thúc một nhiệm kỳ tất bật, Hoa hậu Thủy Tiên hiện đang được xem là nàng hậu thành công nhất lịch sử Miss Grand International. Điều này vô tình khiến kỳ vọng cho hậu kế nhiệm tăng lên đáng kể, song đáng tiếc, đương kim Miss Grand Isabella Menin lại chưa thể hiện được nhiều, thậm chí còn có tin đồn bị ghẻ lạnh khi về nước. Theo đó, không ít fan sắc đẹp nhận định rằng chuyến trở về quê nhà Brazil của Hoa hậu Isabella Menin lại khá im hơi lặng tiếng, không diễu hành rầm rộ như Thủy Tiên. Ngoài ra, nàng hậu cũng không xuất hiện nhiều trên phương tiện truyền thông và cũng không tham gia những chương trình nổi tiếng hoặc thực hiện các dự án tầm cỡ. Điều này khiến nhiều cư dân mạng không khỏi lo lắng cho nhiệm kỳ này của nàng hậu, vì khi Thủy Tiên còn đương nhiệm, cô gần như luôn xuất hiện trên phương tiện đại chúng và các hoạt động có sự tham gia của Miss Grand 2021 cũng rất rầm rộ, thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, khác với những lời đồn thổi, trang cá nhân của Isabella Menin lại cho thấy điều ngược lại, nàng hậu vẫn thường xuyên đăng tải các hình ảnh tham gia các hoạt động với tư cách là Miss Grand 2022 và nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, những ngày trở về Brazil, đương kim Miss Grand International cũng được chào đón bởi đông đảo người hâm mộ tại sân bay, chứ không phải thất thểu về một mình như nhiều người nghĩ. Tại sân bay, mỹ nhân sinh năm 1996 diện chiếc đầm vest ngắn, khoe trọn đôi chân dài thon nuột, đi kèm là giày cao gót của Valentino màu trắng cực kỳ thanh lịch. Lần trở về này của Isabella được xem là sự ra mắt chính thức của cô với vai trò Miss Grand International 2022. Trước đó, nàng hậu từng trở về quê vào mùa đông nhưng không được làm lễ homecoming. Người hâm mộ tại quê nhà Brazil cũng đã mang theo bóng bay, biển hiệu và pháo giấy để chúc mừng cho chiến thắng của Isabella Menin tại đấu trường nhan sắc lớn. Nếu như so sánh thì chắc chắn lượng khán giả tại Brazil không thể nhiều bằng tại Việt Nam, nhưng điều này cũng cho thấy được rằng nàng hậu không hề bị bơ như những gì được bàn tán trước đó. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng việc diễu hành sau khi về nước là điều hoàn toàn không cần thiết. Điều này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình kinh tế, văn hóa. Mỗi quốc gia sẽ có một cách ăn mừng khác nhau nên khó có thể so sánh rằng Isabella Menin hay Thủy Tiên mới được yêu mến nhiều hơn. Isabella Menin, 26 tuổi, cao 1m78, cô sở hữu vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và thu hút nhờ lai hai dòng máu Brazil, Ý. Mẹ Isabella, bà Adriana Novaes, chính là cựu hoa hậu Marília. Isabella có thể nói được 5 ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Ý. Cô yêu thích ca hát, diễn xuất và chụp ảnh. Từ năm 2015 đến 2016, Isabella học kinh tế quản lý và kinh doanh tại David Game College ở London, Anh. Năm 2016 đến 2019, Isabella theo học trường kinh doanh Westminster ở London, nơi cô lấy bằng cử nhân kinh tế. Năm 2019 đến 2020, cô theo học Đại học College London ở London và lấy bằng thạc sĩ về tài chính. Cô hiện kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm riêng. Từ khi đoạt giải Miss Grand International, Isabella Menin thường catwalk ở các sự kiện thời trang, làm mẫu ảnh, tham gia các dự án từ thiện do Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tổ chức. Ngoài ra, Isabella Menin vừa qua cũng nhận được danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất năm 2022 với số điểm cao nhất trong lịch sử. Cụ thể, chuyên trang nhan sắc danh tiếng Global Beauty ngày 4 tháng 3 công bố kết quả bình chọn Hoa hậu của các Hoa hậu Miss Grand Slam. Trên nền tảng mạng xã hội Instagram, Isabella Menin đã nhận được 128 trên 130 điểm từ 10 chuyên gia về sắc đẹp. Đây cũng là số điểm cao nhất trong lịch sử Miss Grand Slam. Global Beauty là chuyên trang nhan sắc thành lập từ năm 1998, không chỉ thông tin về các cuộc thi nhan sắc của cả nữ và nam, mà còn có đội ngũ chuyên gia dự đoán kết quả tổ chức các cuộc thi bình chọn hàng năm. Đây cũng là lần đầu tiên người đẹp đến từ Brazil được vinh danh với danh hiệu Miss Grand Slam và là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thứ hai nhận được vinh dự này.